thịt trâu gác bếp là gì ăn có tốt không thịt trâu gác bếp là món ăn ưa chuộng của nhiều người đặc biệt là người dân ở bản làng vậy bạn có biết thịt trâu gác bếp bắt nguồn từ đâu ăn có tốt không câu trả lời sẽ được mẹo vặt cuộc sống giải đáp ngay sau đây một thịt trâu gác bếp là một món ngon của người thái đen thịt trâu gác bếp là đặc sản của người thái đen ngày xưa họ nghĩ ra cách ướp thịt trâu bò treo lên gác bếp để có thể giữ được lâu hơn mà không cần đông lạnh Ngày nay, món ăn này trở thành đặc sản phổ biến, có mặt nhiều trong bữa cơm của người dân ở bản làng. Món ăn này được nhiều thực khách miền xuôi ưa chuộng. Thịt trâu có tính mát, vị ngọt, không độc, có tác dụng bổ tì, ích khí huyết, cường gân cốt. Về giá trị dinh dưỡng, thịt trâu gác bếp không hề kém cạnh các loại thịt khác mà ngược lại còn có ưu thế hơn, như hàm lượng mỡ ít, giàu sắt, protein, lành tính và rất tốt cho sức khỏe. Hai những lưu ý khi ăn thịt trâu gác bếp. Theo các chuyên gia, món ăn này dù ngon nhưng là thịt sống, chưa trải qua công đoạn chế biến kỹ lưỡng, nên không bảo đảm hoàn toàn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu ăn uống không đúng cách hay ăn quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những nhóm người nên hạn chế hoặc không nên ăn thịt trâu gác bếp. Người bị suy thận, bệnh gút, với món ăn này, người bị suy thận, gút là hai đối tượng không nên ăn vì thịt trâu gác bếp là thịt sống có thể khiến bệnh thêm trầm trọng người đau dạ dày, người bị đau dạ dày, nên hạn chế ăn vì trong thịt trâu gác bếp có nhiều gia vị cay nóng. Điều này có thể ảnh hưởng đến dạ dày, gây ra các vấn đề ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Người cao huyết áp, thịt trâu, bò có chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là người bị cao huyết áp. Những người bị bệnh này nên hạn chế ăn thịt trâu gác bếp để tránh bệnh tái phát. Người mang thai, thịt trâu là thực phẩm có thể gây nên tình trạng đầy bụng, ở nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe của người mang thai. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bà bầu không nên ăn thịt trâu trong thời kỳ dưỡng thai. Trong thịt trâu có chứa hàm lượng lớn chất đạm, nếu bà bầu ăn thịt trâu quá nhiều trong thời kỳ mang thai có thể dẫn tới nguy cơ mắc bệnh gút. Bệnh mỡ trong máu, thịt trâu gác bếp có chứa lượng đạm khá cao, không tốt cho sức khỏe của những người bị bệnh mỡ trong máu. Vì vậy, những người mắc bệnh mỡ máu nên chú ý khi ăn món này. Người bị bệnh u sơ cổ tử cung, người bị u sơ cổ tử cung không nên ăn các loại thịt đỏ như thịt trâu, bò, vì các chất trong thịt sẽ kích thích nội tiết tố estrogen có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khối u, khiến tình trạng bệnh thêm nặng. Không nên ăn nhiều thịt trâu gác bếp, chúng ta chỉ nên ăn theo nhu cầu protein của mỗi người và theo cân nặng của người lớn, trẻ em tốt nhất mọi người không nên ăn nhiều. Với người chuyển hóa tốt, lượng thịt thừa hấp thụ vào cơ thể sẽ ra theo đường nước tiểu. Tuy nhiên nếu ăn nhiều thì lượng thịt thừa tích lũy lại sẽ khó bài tiết và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Trên đây là thông tin về thịt trâu gác bếp mà mẹo vật cuộc sống chia sẻ đến bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hạnh dương com nhé. Mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau.